Ta-da! Đây là món thịt lợn cuộn cơm cuộn xúc xích phô mai chiên xù. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần ở trên channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi món, không phải là gọi đồ review về nhà nữa, mà mình sẽ cùng các bạn tìm tòi những cái công thức chế biến món ăn làm sao cho nó mới mẻ nhưng phải đảm bảo là ngon. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ có một điều kiện là các bạn phải bỏ qua một cái yếu tố, đó chính là sợ béo đi. Tại vì những cái công thức này thực sự là các bạn chỉ cần ăn một miếng thôi, nó vừa ngon nhưng mà nó cũng vừa giúp các bạn tăng cân đấy. Nhưng mà bạn nào muốn tăng cân thì có thể tham khảo những công thức này. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là những gói bột chiên xù, những món ăn chiên xù. Ok, quay trở lại thì ngày hôm nay Linh sẽ giới thiệu tới các bạn ba công thức mà mình cũng lần đầu tự làm tại nhà thôi. Và để chuẩn bị cho nguyên liệu cho ba món này rất là đơn giản. Đầu tiên, cái gọi là điểm nhấn của clip này đó chính là bột chiên xù. Bột chiên xù thì trên thị trường thật ra là có rất là nhiều loại. Tuy nhiên thì mình hay mua cái loại này mọi người ạ. Với món đầu tiên đó chính là bánh mì cuộn xúc xích thì Ninh có mua ở đây là xúc xích này. Đó, xúc xích thì Ninh hay mua cái loại này. Đấy, ngoài ra thì Ninh còn mua thêm bánh mì nữa. Thì cái nguyên liệu làm món này nó đơn giản lắm. Sau đó thì chúng ta cần thêm trứng và cần thêm cái bột chiên xù thôi. Món thứ hai chúng ta làm đó chính là món bánh mì bọc sô-cô-la chiên xù. Thì sô-cô-la đây mọi người ạ. Đợt trước thì Ninh có mua một đống sô-cô-la này để làm cái thác sô-cô-la tan chảy, nhưng mà dùng chưa hết nên là Ninh dùng luôn. Và nguyên liệu cũng là cần bánh mì thôi. Tiếp theo, với món thứ ba nó hơi phức tạp hơn một chút. Ninh nghĩ là cũng khá là hay, tại vì khi mà đọc công thức thì Ninh thấy nó thú vị. Đó chính là chúng ta sẽ cần phô mai. Ở đây thì Ninh dùng phô mai cheddar. Đấy, cheddar. Sau đấy thì mình có dùng thêm xúc xích nữa này, cơm. Và đây là thịt lợn. Và đó là tất cả những cái nguyên liệu mà mình sẽ dùng để chế biến ba món ngày hôm nay. Các bạn có thể lấy sẵn giấy bút để nốt lại những cái bước. Thật ra cũng không cần đâu bởi vì nó đơn giản lắm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi lấy thớt với cả đi rửa tay đã này. Đầu tiên mình sẽ làm bánh mì trước. Với những lát bánh mì này các bạn hãy đặt lên một cái gì đấy thật là sạch. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lăn này. Nếu các bạn không có lăn thì như các clip trước mà Ninh làm ở nhà ấy, thì Ninh sẽ sử dụng một cái chai rượu mà đã hết rồi ấy. Đấy, xong các bạn lăn cho nó mềm cái bánh ra, nó dệt cái bánh ra để mình cuốn cho nó dễ. Đó, nó sẽ như thế này. Tuy nhiên thì cái này ấy nó sẽ có những cái viên mà mình không sử dụng, nên là chúng ta có thể sử dụng cái kéo để chúng ta cắt cái viên đi, hoặc các bạn có thể sử dụng dao thì chúng ta sẽ làm ra được những cái miếng bánh mì nó trắng như thế này. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta dệt cái miếng bánh mì này nó càng mỏng thì cái mức hút dầu của nó sẽ ít hơn, và khi mà chúng ta ăn ý, thì nó sẽ mềm hơn. Nên là hãy cứ thật là mạnh tay vào. Ta-da! Với cái đống vỏ bánh mì như thế này, các bạn hoàn toàn có thể cắt nhỏ ra để có thể chiên bơ đường này, xong rồi hoặc là các bạn có thể chiên lên ăn không cũng được, hoặc các bạn chấm sữa. Ok, sau khi làm bánh mì xong, bây giờ mình sẽ cắt cái bột chiên xù này ra và đổ nó ra một cái đĩa. Nhưng mà kinh nghiệm của Ninh là đừng đổ nhiều quá, tại vì khi mà chúng ta lăn trứng vào ấy thì những cái lớp bột nó sẽ bị đóng cục lại rất là nhiều, nên là chúng ta cứ đổ từng chút một thôi mọi người ạ. Để tí nữa khi mà hết chúng ta lại đổ thêm. Ninh thì hay có một cái sở thích khi mà làm những cái món chiên xù, đó chính là mình sẽ trộn vào đây thêm một chút muối, một xíu thôi mọi người ạ, và một chút tiêu. Đây, nhà Ninh thì hay dùng cái loại mà lọ tiêu như thế này, các bạn có thể xay trực tiếp nó luôn, ít ít thôi nha. Đây là sở thích của Ninh thôi, các bạn có thể dùng bột chiên xù không cũng được. Sau đấy mình trộn đều nó lên. Tiếp theo thì Ninh sẽ đập trứng ra một cái đĩa, nó hơi sâu lòng một chút nhưng mà cái tiết diện nó rộng để khi mà các bạn lăn đồ vào nó dễ. Đến quả thứ ba đập ra mà nó thối cái quả này thì thôi xong. Ngày xưa Ninh đã từng dính cái trường hợp đấy là buồn cười vãi. Ôi không sao, may quá trứng gà quê ngon lắm. Sau đấy thì mình sẽ đánh đều trứng lên. Hôm nay thì trứng này nó hơi nhiều lòng trắng. Chứ bình thường mình có thể lấy khoảng 3 lòng đỏ xong rồi 2 lòng trắng thì sẽ ok. Nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng cuộn xúc xích với cả bánh mì. Đây, chúng ta có xúc xích rồi. Nhưng mà nhìn qua thì sẽ thấy cái này là to quá mọi người ạ. Để cuốn vào cái miếng bánh mì bé thì
đi xuống. Cái chân, chân. Con hấu dạo này nó ham ăn lắm mọi người ạ. Thì mình sẽ phải cắt đôi cái xúc xích này ra để mình cuộn cho nó dễ mọi người ạ. Đó, như thế này. Đấy, cắt đôi ra thì chúng ta cuộn và nó sẽ vừa cái bánh mì hơn. Nó sẽ có một cái phần còn lại thừa ra như thế này. Thì có một cái chất kết dính để mọi người có thể dính được cái phần này với cả cái phần viền bánh lại. Chúng ta dùng luôn cái miếng trứng mọi người ạ. Bởi vì đằng nào chúng ta cũng sẽ chiên lên. Đấy, mình sẽ cho một ít trứng vào cái viền như thế này. Thì nó sẽ dính được cái viền lại. Đó, và chúng ta cuộn chặt nó lại. Ta-da! Vậy là chúng ta đã có thể làm rất đơn giản cái bánh mì cuộn xúc xích này rồi. Bây giờ Ninh sẽ làm tương tự với những cái còn lại nhá. Tiếp theo, để sơ chế món thứ hai, chúng ta sẽ cần sô-cô-la. Và để cái sô-cô-la này nó dễ làm với mọi người thì tốt nhất là mọi người nên để vào trong tủ lạnh trước. Thì khi mà bỏ ra thì nó sẽ không bị nhanh chảy và chúng ta có thể dễ dàng sơ chế nó hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ tạo hình một cái hình khác so với cả cái bánh cuộn này. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái cốc này, mình đặt vào giữa như thế này thành một hình tròn. Và mình xoay. Bánh khô quá không xoay được mọi người ạ. Thôi, bây giờ mình sẽ chuyển hướng, mình sẽ lấy dao, mình tỉa cho nó thành hình tròn này. Chứ nếu mà cái bánh nào các bạn mới mua ấy, thì các bạn chỉ cần lấy cốc các bạn vặn một phát là nó ra được cái hình tròn rồi. Đây, nó sẽ ra được cái hình tròn như thế này, rất là xinh. Và nó đang có một cái viền sẵn rồi, bây giờ chúng ta sẽ lật ngược nó lại. Chúng ta cho chocolate vào trong, sô-cô-la vào trong. Mình sẽ cho khoảng 5 viên. Loại này hay để làm bánh ngon lắm, các bạn có thể mua được ở những cái siêu thị làm bánh. Sau đấy mình sẽ gập nó lại. Và các bạn nhớ cái nguyên liệu kết dính của chúng ta không? Đó chính là trứng phết vào cái viền. Như kiểu là chúng ta làm bánh gối. Ui mà bánh gối ăn cho nhân sô-cô-la không biết là nó có ngon không nhỉ? Đấy, và lúc đấy thì Ninh sẽ ấn thế này. Hoặc là các bạn có thể lấy cái dĩa các bạn tạo hình cái viền. Nhưng mà thôi, Ninh ấn cho nó đỡ ra cái hình kia. Tự dưng lại bị trùng với cả bánh sữa chua thì buồn cười lắm. Đây, càng chặt càng tốt mọi người ạ, để trong lúc làm nó không bị bung. Ta-da! Vậy là Ninh đã có một chiếc bánh gối chocolate. Xinh không? Đây, Ninh sẽ để ra đây và làm tiếp tục với cả những cái còn lại. Này thì nữa phủi phui cái mồm, nhưng mà dán không biết là cái sô-cô-la nó chảy ra xong nó có ngấm qua cái bánh không, hay là cái bánh nó bục ra xong cái sô-cô-la chảy luôn ra chảo dầu. Với món thứ ba, đầu tiên chúng ta cần một chút cơm như thế này. Chỗ này thì khoảng hơn một bát cơm nhỏ là vừa rồi. Và để cho cái món này nó kết dính được với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một chút dầu mè. Cho một chút thôi mọi người ạ. Một chút thôi. Các bạn có thể cho vào đây một chút giấm cũng được, nhưng mà như thế nó sang hơi cái vị Nhật Nhật rồi, nên là mình sẽ không chỉ cho dầu mè. Và bây giờ thì mình sẽ cho một chút vào đây rong biển khô. Cái gói này thì nó còn từ cái đợt mà Ninh làm bibimbap mọi người. Sau đấy mình sẽ lấy bao tay và mình trộn đều cái cơm này lên mọi người ạ. Ui cái rong biển này nó thơm lắm ý, nó có cả vừng nữa, xong cái mùi dầu mè nó cũng thơm. Các bạn trộn đều nhá, như kiểu cơm nắm ý. Ui ngon thế. Để cái món này nó ngon ngon thì Ninh nghĩ là cái cơm khi mà các bạn nấu đừng nấu khô quá nha. Để nó có thể dẻo dẻo như thế này này. Đó, ui. Ngon quá ngon quá. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái phô mai này ra. Nó sẽ hơi giống làm kiểu hot dog ấy mọi người. Các bạn nhớ tập đợt mà anh Kiên anh hướng dẫn Ninh làm hot dog Hàn Quốc không? Đấy, mình sẽ cắt thành khoanh hình hạt lựu. Nhưng mà hạt lựu này là lựu đạn nha mọi người. Đó, mình sẽ cắt như thế này. Với cái phần này thì mình sẽ cắt nó làm 3. Và mình sẽ làm 3 cái cuốn này. Ta-da! Đó, và chúng ta cũng sẽ làm tương tự như thế với cả xúc xích. Với những miếng xúc xích này thì cái này chúng ta không phải cuộn bánh mì nữa, nên bây giờ nên sẽ chỉ cắt đôi cho mọi người ạ. Đó, nó sẽ như thế này. Ơ, nhưng mà như thế thì tự dưng lại lẻ một miếng xúc xích. Phải làm nào nhỉ các bạn? Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái xiên này, mình xiên nó lại. Đây, mình sẽ xiên xúc xích vào trước. Rồi,
Sau đấy thì mình sẽ cho một miếng phô mai lên. Đó, thì chúng ta đã được bốn cái xiên như thế này rồi, hơi tiếc của. Ninh chỉ làm cái này nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. Tiếp theo, cái phần này hơi mất công một chút. Chúng ta sẽ dùng những cái miếng thịt thăn lợn như thế này mọi người ạ. Chúng ta lấy cái búa dần thịt, chúng ta dần. Và dần cho nó mềm cái miếng thịt cũng như là mỏng cái miếng thịt ra. Ok, sau khi mà nó ra được những cái miếng thịt nó đã mềm như thế này rồi và nó rất là mỏng và rất là mất công, mỏi hết cả tay, thì bây giờ đáng nhẽ cái này nên phải làm trước, đó chính là ướp thịt mọi người ạ. Nên sẽ cho vào đây một chút muối, một chút tiêu cho nó thơm. Và bởi vì khi này cái thịt nó mỏng rồi nên là cái thời gian mà chúng ta ướp chắc là nó cũng không cần lâu lắm đâu mọi người ạ. Và mình sẽ cho một chút tiêu. Ok. Và để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ lấy, mình đập cho nó ngấm vào thịt nhanh các bạn ạ. Ôi, quên mất lại những người thịt sống. Dở hơn rồi. Trong lúc mà đợi cái thịt này nó ngấm thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại những cái món này và chúng ta cuốn một loạt chiên xù. Đây, để tạm ra đây nha các em ơi. Ninh nghĩ Ninh phải đi rửa tay cho nó đỡ cái thịt sống đã. Hai bàn tay của Ninh, Ninh đã đeo cách găng tay rồi đây. Bây giờ đến một phần mà Ninh rất thích, đó chính là cuộn. Và chúng ta sẽ xếp theo thứ tự để có thể dễ làm. Ở bên này sẽ là những cái nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị về bánh mì này. Đây là trứng đã đánh lên này. Đây là bột chiên xù. Và chúng ta sẽ đặt thành phẩm vào đây. Nên sẽ sử dụng tay phải để nhúng trứng và tay trái để nhúng bột, để chúng ta hạn chế cái việc nước niếc các thứ nó nhúng sang, nhưng mặc dù là Ninh cũng không biết chắc là nó vẫn nhúng. Đầu tiên, đây, những cái chiếc bánh chúng ta đã cuốn đây mọi người ạ. Chúng ta sẽ lăn vào trứng. Các bạn lăn đều nha thì nó mới có thể dính cái bột chiên xù. Đấy. Ta-da! Đây, nó đã khá là đều rồi. Mẹ mình ý thì hay lăn thêm một lớp trứng vào một lớp này nữa. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thì cũng được nhỉ. Nhưng mà thôi, để cái cuối cùng đi. Bây giờ mình cứ làm như thế này đã. Đấy, và chúng ta làm nốt với cả những cái bánh sô-cô-la. Sô-cô-la-te, choco-chocola. Ui, không được. Cái này phải làm vội các bạn, không có nên sợ cái sô-cô-la nó vỡ mất. Khác gì bánh gối đâu nhỉ. Không khác gì những chiếc bánh gối xinh xắn dễ thương. Rồi, lúc này thì thịt đã ngấm. Và bây giờ cách làm cái món này như sau mọi người. Với những cái xiên như này, bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ lấy một nắm cơm, chúng ta ấy dẹt nó ra. Ôi chết rồi, mình không biết là có đủ cơm không nữa mọi người ạ. Xác định là hôm nay béo rồi nhưng không sao đâu mọi người ơi. Nhịn thì nó gầy, nhưng mà ăn thì nó ngon. Sau đấy, mình sẽ lấy cái xiên này mình đặt vào đây và mình cuộn nó lại. Các bác thông cảm, đây lần đầu tiên Ninh cũng làm món này nên là nó sẽ hơi lớ ngớ một chút nha. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải làm dẹt cái cơm này hơn. Đại loại là cơm nó sẽ thể phủ kín đất đủ. Cơm nhà nghèo không có gạo. Thơm quá. Có khi chỉ làm được hai cái này thôi. Ta-da! Đấy, các bạn thấy không? Siêu xinh. Xinh lắm. Rồi, sau khi mà các bạn đã bọc được cái này ấy, thì bây giờ việc của chúng ta tiếp theo là xử lý đến cái miếng thịt mà chúng ta vừa mới đập dập. Nên sẽ lấy một cái miếng to này đi. Đây, mình đặt vào đây. Xong rồi mình sẽ cuốn nó vào quanh mọi người ạ. Đây là hot dog phiên bản mới nha. Ta-da! Đó, chúng ta đã xong cái đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ làm những cái tiếp theo. Chỗ này thì chỉ đủ cơm cho hai xiên thôi mọi người ạ. Trời ơi, là quyến rũ. Làm sao vừa mồm được nhỉ? Bây giờ thì anh sẽ thử nghiệm lăn cái này qua trứng này. Ôi, nó to một cách dã man luôn ý. Sau đấy, mình sẽ cho cái cục này lăn qua đây. Thôi, bây giờ thì cũng những cái cuối cùng rồi. Ninh sẽ mạn phép là nó sẽ hơi bẩn một xíu nha. Ta-da! Đây là món thịt lợn cuộn cơm cuộn xúc xích phô mai chiên xù. Bây giờ thì Ninh sẽ cho cái này vào trong cái chảo dầu sôi. Và mình sẽ chiên ngập dầu mọi người ạ. Mọi người lưu ý là đừng để lửa to quá. Tại lửa to quá nó sẽ nhanh bị cháy bánh. Mà ở bên trong nó vẫn chưa kịp nóng. Thank you.
Vậy là Ninh đã hoàn thành xong ba cái món ngày hôm nay. Và Ninh nghĩ để bắt đầu cái bữa này thì Ninh phải uống một ngụm đã các bạn. Không có, ca này có vẻ ngấy. Nhưng mà các bạn nhìn có giống ngoài hàng không? Đây các bạn nhìn này, giống mấy cái bánh bán ngoài hàng không? Hôm nay thì Ninh sẽ dưới thử cái này lên ăn trước. Chứ còn thực ra là Ninh cũng đã pha ở đây là mayonnaise, tương ớt với cả tương cà rồi. Nhưng mà anh cứ phải dưới lên đây nhìn cho nó đẹp mắt đã mọi người ạ. À, ta-da. Mời mọi người nhá. Giòn tan. Cái bột chiên xù này rất ngon luôn ấy. Nó lại là đỉnh quá. Ngon luôn đấy. Đi bán đừng mất các bác ạ. Bây giờ đến ca này mới căng. Lần đầu tiên Ninh ăn bánh chiên này mà cho một nhân sô-cô-la. Ninh cũng không biết là cái nhiệt độ nó có đủ làm sô-cô-la nó chảy ở trong không. Hay là mình xé thử ra đi. Ninh thử bẻ đôi nó ra nha mọi người. Nó lại là ngon ý. À nhưng mà cái này là bánh ngọt. Quả này mà lúc nãy có thêm sô-cô-la ở trong thì thêm một chút nữa thì ngon. Ui, ngon luôn. Cái này nó sẽ là bánh ngọt nha mọi người. Ngon quá, hai cái này đều rất ngon luôn ấy. Không bỏ công nãy giờ mình ngồi mình làm. Mình nước nhá. Sang cái này là hơi sợ. À, ok. Chấm đẫm này. Tôi mời các bác. Tôi mời các bác ăn cái miếng này với tôi nhé. Ui. Ở trong nó có phô mai nó chảy ra mùi. Nó lại là đỉnh vãi luôn. Ngon ý, không ngấy luôn, cơm không hút dầu luôn. Ngon quá. À, đây mọi người, nó hơi vỡ, to quá. Ok. Vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau khám phá ba công thức. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh làm luôn, nhưng mà thực sự nó vừa dễ mà nó lại vừa ngon. Món này Ninh hơi bị sốc tại vì nó ngon. Thế kể ra cái chim mà mình cho thêm nhiều ấy thì nó sẽ ngon. Còn hai món này tuyệt đối đơn giản nhưng mà rất ngon. Công thức này thì mình sẵn sàng chia sẻ lên các group để có thể mọi người biết được thêm những cái bữa ăn nhẹ là sao vừa làm nhanh gọn mà nó lại vừa ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay và hy vọng là các bạn có thể chia sẻ lại cho Ninh những cái kết quả mà các bạn làm được. Tag Ninh ở trên Instagram Story Ninh Eating hoặc là đăng vào fanpage Ninh Tito. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, chúc các bạn thành công nhé.